Sáng ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc trao đổi với ông David Mandelbrot, CEO của Indiegogo, một trong hai crowdfunding platform, còn gọi là sàn gọi vốn cộng đồng lớn nhất ở Mỹ. Sàn gọi vốn cộng đồng là kênh giúp doanh nghiệp startup khi có ý tưởng nhưng chưa có vốn có thể giới thiệu ý tưởng của mình với cộng đồng công nghệ và kêu gọi đầu tư từ những người yêu công nghệ. Theo ông Dave Mandelbrot, CEO của Indiegogo, những khoản đầu tư này thường nhỏ khoảng vài chục đến vài trăm đô la Mỹ. Để đáp lại, khi sản phẩm ra đời, nhà đầu tư sẽ nhận được sản phẩm này đầu tiên với mức giá rẻ hơn thị trường. Các công ty startup sau khi gọi vốn cộng đồng thành công sẽ có trong tay khoảng vài trăm ngàn đến vài triệu đô la Mỹ đủ để đưa ý tưởng thành hiện thực, sản xuất thành phẩm. Hơn nữa, các công ty startup sẽ biết chắc chắn rằng sản phẩm được thị trường đón nhận, được giới thiệu báo chí để tiếp cận với hệ thống bán lẻ trước khi sản phẩm ra đời. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá crowdfunding sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả dành cho các dự án khởi nghiệp, bởi có thể tập hợp nguồn lực tài chính và đánh giá tiềm năng cho quá trình phát triển ban đầu của dự án. Với sự bùng nổ của Internet, mọi người giao tiếp với nhau trên mạng nhiều hơn, nắm bắt thông tin nhanh hơn và xa hơn. Tại Việt Nam, vẫn có thể biết được những ý tưởng đột phá từ bên kia trái đất và có thể đóng góp cho một dự án crowdfunding bằng các công cụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Đây sẽ là nội dung thành phố Hồ Chí Minh cần học hỏi kinh nghiệm trong quá trình phát triển sắp tới.